Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài 1 sách giáo khoa vật lý lớp 10 trang 159, đề bài như sau. Kể tên các thông số trạng thái của một lượng khí. Để trả lời câu hỏi này, các em xem lại kiến thức trang 156. Ở đây có nội dung như sau. Trạng thái của một lượng khí được xác định bằng thể tích V, áp suất P và nhiệt độ tuyệt đối T lớn. Những đại lượng này được gọi là các thông số trạng thái của một lượng khí. Vậy ta sẽ trả lời là các thông số trạng thái. Của một lượng khí là thể tích. Ta ký hiệu là V lớn, áp suất, ta ký hiệu là P và nhiệt độ tuyệt đối. Ta ký hiệu là T lớn. Như vậy ta đã giải xong bài 1.